Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoa Thịnh Đống. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phần nhận định của Nguyễn Văn Khanh về bài diễn văn trước quốc dân của Tổng thống Barack Obama. Xin chào anh Nguyễn Văn Khanh. Từ trụ sở Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ một lần nữa tôi là Nguyễn Văn Khanh xin được gửi lời chào đến anh Đỗ Hồng và không quên để lời chào đến quý khán thính giả của đài SBTN. Có thể nói là như thế này, ba tuần lễ trước đây trong bài diễn văn nhậm chức nhiệm kỳ 2, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đưa ra một cái kế hoạch mà hay là đúng hơn là những điều mà ông muốn thực hiện ở nhiệm kỳ thứ nhì. Tối ngày hôm nay trong bản thông điệp liên bang, chúng ta sẽ thấy ông trình bày rõ ràng những cái chi tiết mà ông muốn thực hiện. Hay nói đúng hơn là ông đưa ra cả một cái kế sách để mà thực hiện những điều mà ông đã nói liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau thưa cùng với anh Đỗ Hồng và thưa cùng với là quý vị khán thính giả về vấn đề xã hội, vấn đề an ninh, vấn đề quốc phòng cho cả đến những cái vấn đề mà mọi người đều đang quan tâm, tức là làm sao để mà giải quyết được cái tình trạng cư trú bất hợp pháp của hơn 11 triệu người đang có mặt ở tại nước Mỹ và đương nhiên bên cạnh đó thì vấn đề mà tất cả mọi người đều quan tâm chắc chắn vẫn là kinh tế và việc làm hay nói đúng hơn kinh tế và việc làm chắc chắn vẫn là một trong cái đề tài mà tổng thống Barack Obama sẽ phải nói đến trong bài diễn văn mà ông đọc tối ngày hôm nay trước lưỡng viện quốc hội. Xin được trở lại studio với lại anh Đỗ Hồng. Xin cho biết có những thử thách lớn nào cho Tổng thống trong bài diễn văn trước quốc dân? Tôi nghĩ rằng là cái thử thách lớn nhất thì vẫn là cái thử thách tạo công an việc làm và đảm bảo xây dựng được một nền kinh tế vững mạnh, một nền kinh tế phát triển tốt như là ông đã từng hứa hẹn ở trong những cuộc vận động tranh cử trước khi cuộc bầu cử kết thúc vào hồi tháng 11 sắp đến nhiều người bảo với tôi rằng là sau cuộc bầu cử đó thì rõ ràng là tổng thống barack obama đang ở thế thượng phong về mặt chính trị họ nói thế thượng phong về mặt chính trị điểm đó là cái điều hoàn toàn không sai anh đỗ hồng cũng như là quý vị khán thính giả cũng nhìn thấy rõ ràng là ông tái đắc cử và tái đắc cử một cách vẻ vang điểm đó chứng tỏ là người dân tin tưởng ở ông 4 năm trước đây thì ông đổ lỗi ông bảo rằng là cái kế hoạch kinh tế cái chương trình cái những cái chính sách ông đưa ra những cái đường hướng ông ông muốn thực hiện đều gặp trở ngại là bởi vì cái uh, di sản mà tổng thống George W Bush của đảng cộng hòa để lại cho ông quá lớn bây giờ thì ông không thể đổ lỗi cho ai được nữa bây giờ cái chính sách kinh tế nền kinh tế bây giờ là nền kinh tế Barack Obama chính sách kinh tế bây giờ là chính sách kinh tế của ông Barack Obama và nếu mà để người dân có thể hỗ trợ cho ông để ông làm những điều khác mà ông mong muốn chẳng hạn như về vấn đề môi trường về vấn đề di dân về vấn đề công bằng giới tính chẳng hạn là như vậy thì ông phải cho người dân thấy là cái đường hướng hoạt động của ông trong bốn năm sắp đến sẽ giúp người dân tạo được công ăn việc làm vững chắc và một nền kinh tế phát triển vững mạnh thưa anh võ thưa với lại anh đỗ hồng theo anh thì cuộc thử nghiệm hạt nhân của Bắc Hàn sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với chiến lược quân sự toàn cầu của Hoa Kỳ về vũ khí hạt nhân? Tôi tin rằng là chắc chắn vấn đề Bắc Hàn sẽ được nói đến. Đấy, lý do là bởi vì chúng ta để ý thấy là trong suốt một tuần lễ vừa rồi thì những gì mà phía bên tòa bạch ốc phía bên hành pháp hay là ngay chính các vị dân cử của đảng dân chủ đưa ra liên quan đến bài uh, bản thông điệp mà tổng thống Barack Obama đọc tối ngày hôm nay thì hầu như là người ta không nói đến chuyện Bắc Hàn và chuyện Iran nhưng mà cái uh, sự kiện Bắc Hàn vừa mới nổ thử nghiệm nguyên tử hồi sáng ngày hôm nay khiến cho cái tình thế nó sẽ đổ đảo ngược đi anh Đỗ Hồng đặt một cái câu hỏi rất hay tức là về cái kế sách mà Tổng thống Barack Obama sẽ cho thực hiện về vấn đề an ninh và quốc phòng. Thì điểm đó ông Barack Obama đã nói hồi sáng sớm ngày hôm nay vào lúc 2 giờ sáng nếu tôi nhớ không lầm. Ông bảo rằng là cái hành động của bắc hàn là một cái hành động không thể chấp nhận được, không thể tha thứ được và cái hành động đó ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề an ninh của hoa kỳ cũng như là nền hòa bình của thế giới. thành ra người ta đang cũng sẽ chờ đợi xem là những cái biện pháp mà ông đưa ra đối với là bắc hàn trong những ngày sắp đến sẽ như thế nào thưa với lại anh đỗ hồng. và sau cùng theo nhận định của anh thì tổng thống barack obama sẽ có kế hoạch cụ thể nào cho việc làm? Câu trả lời là chắc chắn là ông phải có Như lúc nãy đã thưa cùng với anh và thưa cùng với là quý vị khán thính giả Ông muốn đi một bước xa hơn Muốn thực hiện những điều ông muốn thực hiện Thì cái điểm đầu tiên là ông cần sự hỗ trợ của người dân Ông cần sự hỗ trợ của quốc hội Và cái sự hỗ trợ đó chỉ đến Khi nào mà người dân thật sự an tâm về công an việc làm của họ Khi nào mà người dân thật sự nhìn thấy Được là nền kinh tế của quốc gia phát triển vững mạnh Như là họ mong muốn Nói một cái khác kinh tế và uh, việc làm chính là cái mấu chốt của vấn đề để cho Tổng thống Barack Obama có thể đi xa hơn nữa, thực hiện tất cả những điểm mà ông đã nói đến ở bài diễn văn đọc trong buổi lễ tuyên, tuyên thệ nhậm chức và bản thông điệp ở liên bang mà ông sẽ đọc tối ngày hôm nay thưa anh Đỗ Học. Xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Khanh. Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn anh Đỗ Hồng và không quên gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả SBTN.